Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
trọng giới thiệu đương kim chú rể Thanh Soàn, sinh viên cùng cô dâu Thu Hà đã có mặt trên sân khấu để ra mắt với toàn thể hội trường cưới. Kính mời cô dâu chú rể, chúng ta xin gửi lời chào tới toàn thể hội trường bằng một cái cúi chào thật sâu đi ạ. Toàn thể hội trường dành một tràng thật lớn để chào mừng cô dâu và chú rể ạ. Xin kính thưa toàn thể quý vị quan viên, khách quý thân mến, và đương nhiên để tạo ra một bữa tiệc tuyệt vời hạnh phúc như hôm nay, không thể nào không kể đến sự tác hợp của đại diện hai bên gia đình. Đúng không ạ? Giờ phút ở đây ban tổ chức cũng trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình ạ. Chúng ta cũng sẽ trở về sân khấu đứng cạnh cô dâu và chú rể để cùng ra mắt kỳ tuyệt vời, cực kỳ hạnh phúc và ý nghĩa tại thư gia của gia đình nhà gái chúng tôi tại bản On, xã Đông Lướng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cụ thể tại thư gia của gia đình ông Quang Văn Xiên và bà Lò Thị Inh long trọng tổ chức đại lễ vô quy để mừng hạnh phúc chúc tương lai dành cho cô dâu Thu Hà, sách duyên cùng chú rể Thanh Soàn. Và giờ phút ở đây khép lại tình cảm êm mến của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, cho bác anh chị và con trẻ nam nữ thanh niên. Đó chính là sự hiện diện của nữ kim chú rể Thanh Soàn, cô dâu Thu Hà và đại diện hai bên gia đình đang di chuyển trên sân khấu chính để ra mắt với quý vị. Có thể hội trường chúng ta sẽ dành một tràng tiếng lớn để chào mừng đại gia đình hạnh phúc của chúng ta ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị quan viên, khách quý thân mến, đương nhiên điểm đến của một tình yêu đẹp đó chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim hoàn là một. Và để rồi đến buổi trưa ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024, do tất cả chúng ta đều có mặt tại khán phòng yêu thương của gia đình nhà gái chúng tôi cùng với một lý do duy nhất chính là tham dự đại lễ vu quy và nâng lên ly rượu mừng hạnh phúc chúc tương lai dành cho chú rể và cô dâu, với sự diện đặc biệt đông đủ toàn thể quý vị, quý cô chị, các bạn trẻ nam thanh niên. Đó chính là một món quà vô cùng to lớn và nghĩa dành cho đại gia đình hạnh phúc. Kính thưa toàn thể hôn trường cưới thân mến, trải qua những năm tháng quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, để rồi chú rể Thanh Soàn cũng như cô dâu Thu Hà đã nắm thật chặt tay nhau, rồi vâng trở về với lễ đài của tình yêu ngày hôm nay để ra mắt với toàn thể quý vị và trước sự chứng kiến của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, cho bác anh chị và các trẻ nam thanh niên, với sự đồng thuận nhất của hai bên gia đình, với sự đồng tình của chính quyền địa phương, với những ước của cô dâu chú rể. Giờ phút ở đây cho phép ban tổ chức chúng tôi xin thay mặt đại gia đình hạnh phúc, chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ quy dành cho chú rể Thanh Soàn, thính chúc cùng cô dâu Thu Hà. Một đoàn pháo cực kỳ tuyệt vời nhất thành những lời chúc tốt đẹp mà đại gia đình hạnh phúc chúng tôi đã nhận được tới từ đoàn lễ đình quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, cho các anh chị và các bạn trẻ đang thanh niên. Và thay mặt toàn thể hôn trường cưới buổi trưa ngày hôm nay, kính gửi lời chúc tới cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị quan viên, khách quý thân mến, trở về với khán phòng yêu thương của gia đình nhà gái cũng như ban tổ chức, tôi cũng đã trân trọng thông báo và gửi lời giới thiệu tới đoàn quý vị rằng được chào đón các vị trưởng đoàn và đoàn đại diện của gia đình nhà trai đến từ mảnh đất Kim Thành, Hải Dương. Và giờ phút ở đây trở về với khán phòng yêu thương của gia đình thì ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu và kính mời một vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu với toàn thể hôn trường cưới. Dạ vâng, trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của cháu, trước hết thay mặt cho gia đình cháu Soàn ở Hải Dương xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè của các cháu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cháu Soàn và cháu Hà được bố mẹ hai bên gia đình sinh thành nuôi dưỡng, và các cháu cũng đã khôn lớn và trưởng thành. Từ môi trường công việc, các cháu đã tìm hiểu, quen biết và sẵn cùng nhau đi trên con đường xây dựng tương lai. Hôm nay hai gia đình cũng đã chọn một ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Thay mặt cho họ nhà trai lên trên đài dự, cũng trước khi ngừng lời xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của cháu sang một năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và có nhiều niềm vui. Và kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng ăn bữa cơm, cùng nâng chén rượu để chúc phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn những ý kiến phát biểu cực kỳ tuyệt vời đến từ vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai đến từ mảnh đất Kim Thành, Hải Dương. Và giờ phút ở đây, giờ mới để đáp từ với gia đình nhà trai chúng là nhà gái chúng tôi hôm nay hân hoan mừng dễ thảo. Thì nhà trai cũng sẽ phấn khởi đón dâu hiền. Và với những ý kiến phát biểu mà gia đình nhà trai đã gửi tới toàn thể hôn trường của chúng ta, thì ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu và kính mời một vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái cũng sẽ có ý kiến phát biểu ạ. Trân trọng kính mời. Trước hết xin phép của ông của bà phép tin ông thầu kế phó mẹ đại bản xã Đại Na và mới xã Mini xin phép đội trưởng và cha bàn bí thư trang tránh mương đà bản cơ và mới tin sáng bón ông nông sầu Mini rất là bản mương để sợ hào tinh có là anh cả bố biết bón đường này khả năng hài nên nhìn đến trăm là nằm bất khốn cơ và má phó mẹ ơi trăm bà phải chấp ổn đường ta thiết bị cài hà con ở nam sau cơ ba mới cái đó cả trắng đúng tà cả trắng khá bồng má hỏi hắn là giàu chân trắng chỉ ngó nó ở ha nó tát sảy với tiếng phổ thông và tiếng dân tộc Thái. Và đương nhiên để gắn kết mối tình yêu thương giữa hai bên gia đình, gắn kết mối tình thông gia, vô cùng tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất để cô dâu chú rể có được một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc và viên mãn, sẽ là những ly rượu nồng ngay trên sân khấu. Để đại gia đình hạnh phúc chúng tôi gửi lời cảm ơn tới toàn thể hội trường. Những bạn toàn thể hội trường chúng ta sẽ cùng rót đầy ly rượu của mình quý vị ơi. Và đương nhiên chúng ta sẽ cùng giơ thật cao lên để gửi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chú rể Thanh Soàn, sẽ giết cùng cô dâu Thu Hà và đại diện hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Đại Lũng Huy như hôm nay tôi xin chào kính mời. Dạ vâng, đúng là hôm nay pháo nổ quá trời. Mẹ tặng hai đứa một lời vàng son rằng dâu hiền dễ thảo nha con. Bác công cho mẹ sớm hôm tới kề. Và đây chính là chiếc cò nhỏ tấm lòng son bố mẹ tặng mà để nuôi con sau này gắng sinh thêm gái thêm trai, nuôi con khôn lớn thành tài mẹ vui. Món quà tuyệt vời đến từ bố mẹ của cô dâu đã trao tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Thay mặt cô dâu và chú rể, xin trân cảm ơn tình cảm mến mến và món quà đặc biệt tới từ bố mẹ. Và liên tục chương trình sẽ là món quà đến từ gia đình Bắc Đoàn sẽ trở về sân khấu trao tặng cho hai cháu ạ. Dạ vâng, những cảm ơn đặc biệt nhất cho buổi trưa ngày hôm nay cũng như một những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho một cầu nối yêu thương được tạo ra giữa hai tỉnh Điện Biên và Hải Dương. Dạ vâng, bởi hai người thật yêu nhất của chúng ta, hai nhân vật chính ngày trên sân khấu đó chính là đương kim chú rể Thanh Soàn sẽ kết cùng của dâu Thu Hà và đương nhiên những người thân yêu nhất đang trao tặng những món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất để thay những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chú rể và cô dâu. Hình ảnh trên sân khấu là món quà đến từ gia đình Bắc Đoàn trao cho cô cháu gái yêu quý của mình trong buổi trưa cực kỳ hạnh phúc hôm nay. Vâng, cảm ơn món quà đến từ gia đình Bắc Đoàn rất nhiều ạ. Và sau món quà của gia đình Bắc Đoàn, xin chào kính mời món quà đến từ gia đình Dì Ánh sẽ trở về sân khấu. Và những ảnh cực kỳ tuyệt vời nhất, những món quà cực kỳ lung linh mang đậm giá trị vật chất lẫn tinh thần đã được những người thân yêu trao tặng cho chú rể và cô dâu. Chúc cho dâu rể mãi mãi xứng đáng là dâu hiền, là rể thảo. Hình ảnh trên sân khấu là món quà đến từ gia đình Dì Ánh trao tặng cho cô dâu và chú rể. Sở vật món quà tuyệt vời nhất đến từ những người thân yêu giúp cho cô dâu chú rể rất dạng người đã hạnh phúc, đã cực kỳ đẹp và đương nhiên sẽ càng lung linh hơn bởi những món quà đậm giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Sở vật cảm ơn món quà đến từ gia đình Dì Ánh rất nhiều.
Vâng, liên tục món quà của gia đình dì Ánh sẽ là món quà đến từ gia đình cô Hoa. Dạ vâng, gia đình dì Ánh có rất rất nhiều những món quà tuyệt vời, cực kỳ lung linh. Dạ vâng, gửi tới xô xề thay những lời chúc tốt đẹp, lời chúc chúc trăm năm hạnh phúc, chúc sơ hiền, chúc dì Thảo buổi trưa ngày hôm nay. Thay mặt của dâu và chú rể cảm ơn món quà đến từ gia đình dì Ánh rất nhiều. Chúc cho gia đình dì luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Từ gia đình cô Hoa. Dạ vâng, cô Hoa muốn trao cho cháu rể yêu quý của mình món quà tuyệt vời ý nghĩa này. Thay những lời nhắn nhủ, dạ vâng, hãy tôn trọng, hãy yêu quý nàng dâu Thu Hà. Dạ vâng, thay bố mẹ, thay cô chú, thay tất cả anh em gia đình nhà ngoại đúng không ạ? Và chính thức giờ phút ở đây, cô dâu Thu Hà của chúng ta cũng sẽ trở về làm dâu của gia đình nhà trai tại mảnh đất Kim Thành, Hải Dương. Dạ vâng, ảnh tuyệt vời món quà đến từ gia đình cô Hoa đang trao tặng cho cô dâu và chú rể. Và sau món quà của gia đình cô Hoa sẽ là món quà đến từ gia đình Anh Thức sẽ trở về sân khấu trao tặng cho dâu rể của chúng ta buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, cực kỳ tuyệt vời. Những món quà tuyệt vời nhất đến từ những người thân yêu nhất rất được trao cho cô dâu và chú rể. Và đương nhiên toàn thể quý vị, quanh các chị, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên đã có mặt tại khán phòng yêu thương của gia đình buổi trưa ngày hôm nay đều đã dành cho mình một món quà đặc biệt tuyệt vời nhất để cùng nhau bỏ vào phiếu hạnh phúc của gia đình. Và thay mặt cô dâu chú rể, chân một lần nữa trân trọng cảm ơn tình cảm mới bến của toàn thể hội trường đã dành tặng cho đại gia đình hạnh phúc buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn những món quà tuyệt vời đã đến từ gia đình cô Hoa. Và hình ảnh trên sân khấu là món quà đến từ Anh Thức trao cho hai em thân yêu của mình. Sao vâng, cực kỳ tuyệt vời. Những người thân yêu nhất đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và những món quà giá trị nhất dành tặng cho cô dâu chú rể. Nòng bên phi có mi trường đành xanh hùng cả vùng số khá hở cười hạc bờ banh hâu sáng chốc người hạc bờ banh để hạc cần tàu phục đành banh cần đầu phục đón mai cần họ sứt chừa bạn ơi sớm mới tinh lại của bên đồng hâu đấu mưa sẽ kéo cho mấy người cười hạc bờ banh vì đồng đê. Dạ vâng, những ngày kinh tuyệt vời nhất, những tình cảm tuyệt vời. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn, kính mời ông bà sẽ trở về từng món tiệc ạ, để chúng ta gửi lời cảm ơn tới tất cả cho đại gia đình hạnh phúc. Rồi kính mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng cắt những từng bánh ngọt, dạ vâng, từng bánh tình yêu cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hạnh phúc. Kể từ giây phút này trở đi, cô dâu chú rể chúng ta cũng sẽ chính thức cùng chia ngọt và sẻ vui. Dạ vâng, những hành cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay đang được chứng kiến bởi toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, có gì cho các anh chị và các trẻ nào những thanh niên. Những mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng trở về phía thức. Dạ vâng, chú rể hãy vặn khóa và bỏ chiếc sắt kia ra trước ạ. Dạ vâng, một hành cực kỳ tuyệt vời đang hiện diện trên sân khấu của đại gia đình hạnh phúc chúng tôi. Đó là hình ảnh cô dâu chú rể, dạ vâng, đang khui những chai sô bay mang hương vị và màu sắc của tình yêu. Xin chào quý mời chai đầu tiên ạ, cô dâu chú rể sẽ cùng nhau tay trong tay rót ra những giọt rượu dài trên tháp ly của đại gia đình hạnh phúc, và kèm theo đó những làn khói huyền ảo đang bay ra tượng trưng cho một tình yêu cháy bỏng mà cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau. Dạ vâng, những giọt rượu đang trải dài trên tháp ly tạo ra những cung bậc tình yêu cực kỳ tuyệt vời, và đương nhiên sẽ cùng hội tụ tại một điểm, đó chính là điểm hạnh phúc.